Kết thúc trận đấu foursome đầu tiên, đội tuyển miền Nam và miền Bắc đã có những màn rượt đuổi sát sao, đặc biệt là nhóm đấu giữa Thái Trung Hiếu, Trần Thế Cương và Hoàng Ngọc Quý, Phạm Minh Hồng ở 9 hố đầu tiên. Chung cuộc, kết quả của lượt foursome đầu tiên nghiêng hẳn về tuyển miền Nam như sau. Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Văn Thống giành chiến thắng trước Hà Ngọc Hoàng Lộc, Trần Bình Quang Huy với tỷ số 6-5, kết thúc sớm ở hố 13. Hoàng Ngọc Quý, Phạm Minh Hồng giành chiến thắng trước Thái Trung Hiếu, Trần Thế Cương với tỷ số 3-2, kết thúc sớm ở hố số 16. Nông Trung Hiếu, Dương Quốc Tuyên giành chiến thắng trước Hoàng Quân, Đỗ Anh Đức với tỷ số 6-5. Andrew Hùng Phạm, Đỗ Duy Hiền giành chiến thắng trước Nguyễn Văn Tài, Lê Khả Tuyên với tỷ số 5-3. Có thể thấy đây là một cuộc cách mạng với kết quả vô cùng thuận lợi cho tuyển miền Nam. Lần chiến thắng tuyệt đối ở lượt ra quân đầu tiên này tương tự như tại mùa Union Cup 2017 khi đội tuyển miền Bắc thắng áp đảo. Năm nay, kịch bản tương tự nhưng đảo chiều. Như vậy thì tuyển miền Nam hiện đang dẫn trước 4-0. Tỷ số này chắc chắn sẽ khiến đội miền Bắc phải cố gắng hơn cho việc tính toán chiến thuật ở lượt 4-ball chiều nay để săn bằng thế trận.